kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Trúc để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng chơi Tết nha quý vị. À, chào em. Dạ, chào Tết. Em chào cô chú anh chị toàn quốc nha. Dạ, hôm nay em có một số cây mai tàng cũng hơi lớn xíu để phục vụ cô chú anh chị trong dịp Tết này. Dạ, mai này là mai giảo hạt, hoa từ 5 tới 9, 10 cánh. Hoa bông chùm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, địa chỉ thân quen của em đây là chợ gạo Tiền Giang. Rất mong mọi người ủng hộ giúp em ạ. Hình thức mình ship chắc là bao ship 200 km ha em? Dạ, cây lớn nên em chỉ ship 200 km ha. Rồi, mình vào cây số 1 luôn nha quý vị. Rồi, cao khoảng 3 mét cho quý vị ơi. Rồi, tán ngang 3 mét luôn. Hiện tại giờ mình đang đứng gần giữa lộ nên xe cộ hơi nhiều nha quý vị. Để mình kéo xa xa ra nha quý vị. Đợi quý vị, cây số 1 thì cao tầm khoảng 3 mét. Tán ngang cũng khoảng 3 mét nha quý vị. À, cái tán đó ha. À, thấy rất là rộng nha quý vị, quý vị đo lại là bảo đảm là cao ngang đều dư hết nha quý vị. Rất là rộng ha. Rồi, đỉnh tọt đó quý vị. Rồi, cành tàn, đường thân nha quý vị. Nút nụ thì bự không nha quý vị, giờ mình quay nút nụ nha. Đây, nút to to không á quý vị. À, đặt khách ăn ha. Này về chơi Tết quý vị ơi, nút nụ bự bự không ha. Đây đường thân đây, dán nhện nhóc luôn. Đây có cái nhánh nhất cho này khỏi thoát thân đi ha em. Dạ, thoát thân nó gần khỏi đi ha. Rồi quanh đó ở vị trí đó là 46 quý vị ơi. 46 quanh nha quý vị. Rồi em đo cái cũ với bao nhiêu em. Dạ. Rồi em đo ngay chỗ này nha quý vị. Rồi ở vị trí đó 6-18 ha. Rồi mình đi vòng quý vị ơi. Đó, cái cũ mặt này ha. Cũ nhỏ, cũ chà bá luôn quý vị ơi. Để mình kéo cái đường thân đường này lên cho quý vị xem cái đường thân ở vị trí này lên nha. Ở đoạn dưới này thôi nha quý vị. Đó. Nhất hai cành gì to nữa ha. Cái gì? Củ mấy trồng nữa ha. To ha. Quá vậy, quá xa nút nụ luôn ha. À, cây này em giao lưu nhiêu Trúc? Dạ, cây số 1 này em giao lưu với giá 18 triệu. 18 triệu nha quý vị, bao ship 200 km ha. Tàn rất là rộng quý vị ơi, tàn rộng thanh thang ha. Rồi mình qua cây số 2 luôn quý vị ơi. Rồi đây cây số 2. Rồi hơn 2,5 m tán ngang. Tán ngang là hơn 2,5 m luôn. Rồi hơn 2,5 m luôn. Rồi nút nụ cũng quá xá luôn nha quý vị. Đây quý vị. À. Mấy mai tàng này là quý vị chơi bông Tết là rất đẹp nha quý vị. À nút nụ quá xá ha. Nụ tròn 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 trong lòng bàn tay mình đây quý vị. À, đường thân trong nè quý vị. Đỉnh ha, để kéo xuống đỉnh cho quý vị xem ha. Đỉnh xuống ha. À, nút nụ thì quá xá luôn hả quý vị ơi.
tốt thân được nè. Rồi tốt thân đó em. Tốt hơn là 31. Rồi 31. Rồi quanh luôn. Quanh 39 có củ tròn quá, cho cái củ thử em. Kéo vòng xuống cái củ luôn. Đúng rồi. Là tính cái củ đó là 51 quá ha. Củ tròn đẹp ha. Có củ nở đẹp. Quý vị mình xem lại cái đường thân với tay cạnh đó ha. Cây này giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây mã số 2 giao lưu giá 12 triệu. Rồi 12 triệu quý vị ơi. Mã số 2 ha. Nút nụ bự bự không nha quý vị. Quá sáng nút nụ rồi ha. Gần quá mình lấy nét nó không được. Nút nụ nhiều lắm nha quý vị. Rồi mình qua cây số 3 quý vị ơi. Rồi mã số 3 bên đây. Dạ cây mã số 3 này chiều cao là hơn 2,5 m. Tán ngang cũng hơn 2,5 m luôn nha quý vị. Rồi cao hơn 2,5 m, tán ngang hơn 2,5 m luôn cây mã số 3. Ai đỉnh ở đây quý vị. Rồi mình kéo xuống nha quý vị. Ai tán ngang đó đây ha. Rộng lắm. Còn nút nụ thì quá xá luôn ha, đặt hết trơn. Cái gì nút nụ nè. Đặt kẹo hết trơn ha. Nút nụ đóng rất là nhiều quý vị ơi, bự 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 không ha. Nụ to to không có gì ơi. Rồi bây giờ xem lại đường thân ha. Rồi cho thoát thân trước ơi. Thoát thân là 29 nha. 29 hoành luôn. Như em. Dạ 49. Rồi 49 đế nơm ha. Đây em xin đây xin. Cho cái hoành cậu cháu cụ dạ, đế. 66. 66. Giờ tính hoành 49 nha quý vị. Hoành 49 còn cái cụ đế 66 đế nơm. Rồi đế nơm ha quý vị, đều hết trơn ha. Nút nụ bự lắm nha quý vị, đặt hết trơn nha quý vị. À, cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái mã số 3 em giao lưu giá 14 triệu. Rồi 14 triệu quý vị ơi, mã số 3 ha. Quý vị hồi em biết cái bãi tàn này nè, Tết mình để nước sân á, mình tươi hoa rất là đẹp nha quý vị. Quá xa nụ ha. Rồi mình qua cây số 4 quý vị ơi. Rồi số 4 bên đây.
Rồi cao hơn 2,5 m. Tán ngang khoảng 2,8 m. Đó quý vị. À, đường thân của nó ha. Lá cành của nó dằn xương đó quý vị xem kỹ ha, mình đặt máy cố định một góc rất là lâu cho quý vị mình ngắm kỹ bằng tay cành đó ha. À, nút nụ thì quá xá nha quý vị. Đó, nút nụ rồi quý vị ơi. Bự 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 không ha. Ai đường thân của em nó đây quý vị. Hết sức cái dằn xương ha. À, thân này cũng hay nè. Đó, vậy ha. Này khỏi thoát thân ha. Rồi xác luôn, khỏi thoát thân luôn. Hoành. Hoành 43. Rồi 43 hoành. Rồi chính xác. À, đường thân của nó cũng rất là hay ha quý vị. À, không có rối cây ha, nhìn cây nó rất là đẹp ha. Rất là đẹp ha. Nút nụ. Nút nụ quá xá nha quý vị. Còn còn không đặt hết trơn nha quý vị. Rồi mình đi vòng ưu đế nha quý vị ơi. Đế này cũng khá đẹp ha. Rồi đường thân tay cành cũng khá đẹp luôn. Cái này giao luôn nhiêu em? Dạ cái mã số 4 này em giao luôn giá 8 triệu. Rồi 8 triệu quý vị ơi. Cúc nụ quá xá ha. Còn tròn nhóc luôn. Rồi mình còn hai cây nữa em. Rồi mình qua cây chuẩn bị qua cây số 5 quý vị. Là cái mã số 5 quý vị ơi. À mã số 5 ha, có cái dáng lạ lạ quá ha. Dạ à. Cây mã số 5 này chiều cao có 2,2 m. Tán ngang là cỡ 1,8 m nha quý vị. Rồi 2,2 m cao ngang 1,8 m ha. Đó. À, em xây nổi không em? Dạ, nổi rồi. Đó, à, quý vị xem bằng tay cành đó, đường thân đó ha. Tay cành cũng quá xá luôn ha. Rồi, dựng đó luôn. Dạ. Này tính vậy là tính hai thân ha quý vị. Song thụ ha. Hai song thụ mà áp sát vào nhau rồi phu thê luôn ha em. Dạ. À, này cây này dạ mình cũng gọi là dán cây dán độc lạ nha. Dạ, em thấy nó giống như đậu voi mà mấy cái vị nhìn hay sao em thấy nó giống voi quá. Đậu voi hả anh? Dạ. Thấy đậu cá mập hay gì? Dạ quả này là 29 nha quý vị. 29. Em thấy giống đậu voi đó. Dạ 21. 21. Ở quý vị dán nó vậy đó, cũ nó vậy đó. Độc lạ nha quý vị. Này đo thử cái cọ từ đây hết qua này có khoảng nhiêu tốt. Dạ. Xuống đây luôn em. Dạ. Xuống tới đây luôn nha quý vị. Thử ha quý vị. Dạ chứ còn 1 m anh ơi. Rồi khoảng 1 m ha. Dạ. Rồi xen vào mùa đế em. Này lạ quá quý vị ơi. À, dáng lạ nha. Nếu anh nào thích sưu tầm độc lạ thì mấy anh hốt ngay cây này giống như anh. À, hốt cây này dáng độc lạ ha. Dạ. Độc lạ quá. Này khỏi thoát thân ha em. Thoát thân chừng em đo luôn đi. Đo đi cho quý vị mừng tượng ra ha. Dạ. Đây 28. Khoan quý vị, thoát thân là mình tính chỗ đoạn này lên. Đó thôi em. Hả? Tính cỡ từ cổ rễ ra ha, khoảng 21. Tính 20 nha em. 20 cho nó tròn ha. Đó quý vị. Cũ quý vị thấy rồi ha. Tay cành nè. Đường trên, đường thân nè. Đó. À, nút nụ quý vị ơi. Quá trời luôn quý vị. Ai nút đầu quý vị xem ha. À, quá ta xá luôn ha quý vị. Đụng quá xá nữa ha. Tròn tròn ha.
đóng đặt hết trơn ha. Đặc biệt cái chỗ những vị trí trên đây là đóng đặt hết trơn ha. À, cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này em giao lưu giá 4 triệu mốt. 4 triệu mốt? Dạ. Rồi. Một cây độc lạ luôn. Cây độc lạ luôn. Hốt quý vị ơi. Rồi xuống cây. Lưng em á. Rồi cây mã số 6. Đó quý vị, mã số 6 đây ha. Dạ cây mã số 6 này chiều cao cỏ 2,5 m nha quý vị. Tán ngang cỏ 1,5 m. Rồi 2,5 m đụng nóc lưới lan ở trên luôn, tán ngang 1,5 m. Rồi quý vị xem lại tay cành từ đỉnh đọt mình kéo xuống luôn nha, từ từ xuống nha quý vị. Đi xem kỹ ha. Đó. Rồi, cho đừng cho cái thoát thân em, cành nhất chỗ tay em đang vịn á, cành nhất tới cậu rễ thôi, cành nhất tới cậu rễ thôi em. 18 anh ơi. Rồi 18 quý vị ơi. Rồi hoành luôn. Hoành 30 nha. 30 hoành. 30 hoành. Rồi sen dòng đế luôn. Đem tiền xuống mới mua chứ đất gì đó. Đó. Có bia. Đó. Có bia không? Ủa. Này cũ đẹp nha quý vị. Giao lưu nha em. Dạ cái này em giao lưu với 3 triệu. Rồi 3 triệu quý vị ơi, bao ship cho quý vị luôn ha. Dạ. Cái này cũng là mã số cuối của clip nha quý vị. Rồi quý vị mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào cứ alo cho Trúc ha. Còn quý vị nào xem chưa có bấm đăng ký á quý vị. Quý vị nhớ bấm đăng ký, đồng thời bấm vào cái chuông rung rung báo chị tất cả để mình kịp thời chọn được cái nhận được cái thông báo sớm nhất để mình chọn lựa cây nha quý vị. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.